Chap 321, trưởng môn khiêm tốn chút. Hỗn độn chi nhãn sao? Nhưng mà, mấy ngày trước con có cùng thánh sư xem hỗn độn chi nhãn của Bắc Châu, từ biểu hiện của thánh sư, hỗn độn chi nhãn có vẻ là không có vấn đề gì. Thánh sư hiểu cái gì chứ? Nhưng đó là thánh sư đó, không hổ là người mà ngay cả kiếm tôn cũng phải nể sợ. Kaka sao hình như là biết gì đó vậy, hỗn độn chi nhãn là gì? Không đúng, nghiêm khắc mà nói, hỗn độn chi nhãn của ba châu còn lại, có xem rồi cũng chả có ích gì. Tại sao? Hỗn độn chi nhãn rốt cuộc là gì? Sao không ai giải thích cho mình vậy? Hỗn độn chi nhãn của Thanh Châu mới là chủ thể. Ba nơi còn lại chỉ là do hỗn độn chi nhãn Thanh Châu khống chế mà thôi. Vậy vấn đề lần này nghiêm trọng sao? Bộ dạng không hiểu gì cả. Bỏ đi miễn cưỡng cứ nghe vậy. Ngọc kiếm vỡ, hạo kiếp sắp đến. Hạo kiếp hả? Hạo kiếp gì? Thượng cổ hạo kiếp sao? Ta cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ có Lạc lão đầu bóp vỡ ngọc kiếm kia mới biết được. Nhưng mà cần phải thông báo cho sư huynh bọn họ, nhất định là chuyện không nhỏ. Hạo kiếp sắp đến có nghĩa là chưa đến, cụ thể còn bao nhiêu thời gian? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Lại còn có chuyện người không biết sao? Nói bừa, tất nhiên là ta biết, đợi sư huynh quay về ta hỏi là được, thách huynh ấy cũng không dám không nói. Được rồi, chỉ cần biết đại khái là được. Đúng là bắt đầu cổ quái rồi. Hạo kiếp nhất định sẽ tới, đây vốn chính là kịch bản lớn nhất của thiên huyền giới. Mặc kệ là Minh Vương chi kiếm hay là tà hồn thức tỉnh, thực ra cũng chỉ là món khai vị cho thiên địa hạo kiếp mà thôi. Nhưng quá sớm rồi. Từ thông tin ban đầu được biết, đám phản diện của những nhiệm vụ chính kia biết về thiên địa hạo kiếp. Cho nên, Trung nhất định dùng hồn ngọc vào thời cơ đẹp nhất để tạo hỗn loạn. Minh Vương cũng được, Trần Khí cũng được, hay là phản diện mới sẽ xuất hiện trong tương lai, chúng thuộc về quái vật mượn tử khí và quỷ khí để cường đại bản thân, hạo kiếp mới là cơ hội tốt nhất của chúng. Nhưng mà, chúng xuất hiện trước mặt mình sớm, hơn nữa còn bị mình giết sạch. Rất kỳ lạ, tới quá sớm rồi, hơn nữa thiên địa hạo kiếp phải muộn hơn mới phải. Ít nhất phải đợi tới khi kịch bản tuyến chính của Tứ Đại Châu đạt trên 50% mới bạo phát. Nhưng bây giờ, Châu ít nhất tiến độ còn chưa đạt được 10%. Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm do đứa con trời chọn là mình mang lại sao? Nếu hạo kiếp tới, chúng ta có phải nên sớm chuẩn bị không? Tới thì tới, nếu đã không cản được thì chiến thôi. Một đời kiếm tu ta đây, có gì mà chưa trải qua chứ? Đúng vậy. Phiền quá, thời gian cho mình không còn nhiều nữa. Kaka ta và sư phụ đều không dựa vào được. Mình phải ra cố hộ sơn đại trận một chút nữa, bây giờ nó chỉ có thể giết được lục cảnh, vẫn còn quá yếu. Xem vẻ mặt này, có vẻ muội muội này của mình lại đang nghĩ cách ra cố hộ sơn đại trận rồi. Thứ đó bây giờ ngay cả mình còn không phá được. Âm Tư đệ tử Mục Bạch Lộ, Huề La Hán đệ tử Nam Vô, tới Mặc Môn Bái Sơn. Hai nhân vật chính thế giới sao lại tới rồi? Thanh Châu vô tận chi hải. Xem ra tới đủ rồi. Hôm nay gọi mọi người tới chỉ có một vấn đề thôi. Tiền bối mời nói. Thiên huyền đại kiếp, có cần thông báo cho người thiên hạ không? Được lắm. Vấn đề này vô cùng nan giải, mọi người cảm thấy có nên hay không? A. Không nên, biết rõ rồi lại sinh sợ hãi. B. Nên, mọi người cần có chuẩn bị. C. Không có gì nan giải cả, dù sao cái gì nên tới rồi cũng tới, vui vẻ phút nào hay phút đấy. Đã kết thúc tập 321 của bộ truyện tranh Trưởng Môn Khiêm Tốn Chút rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.